Thằng Vũ là bạn thân của thằng Sơn từ nhỏ. Thằng Vũ nó không có chịu đi học. Từ nhỏ suốt ngày nó đi chơi phá làng phá xóm. Nó còn có cái tật là ăn cắp giặt trong xóm. Còn thằng Sơn em chị nó ham học lắm. Mà ngặt cái, tại nhà chị nghèo quá, mới lớp 9 là nó nghỉ học. Rồi nó đi học sửa khóa. Xong nó vừa học vừa làm. Tối còn đi học bổ túc nữa. Vậy mà nó học xong lớp 12 luôn. Thấy như vậy là em biết gia đình chị với gia đình chú Mười thân thiết với nhau rồi. Hàng xóm láng giềng mà em. Chú Mười tội nghiệp lắm. Tự nhiên khi không đang mạnh khỏe vậy ngã ra, rồi cái tai biến phải vô bệnh viện nằm chỗ. Còn thím Mười thím mất cách đây 8 năm rồi. Một mình chú Mười lo cho anh Vũ đó chứ. Anh Vũ nếu mà là bạn của anh Sơn thì anh cũng lớn lắm rồi, còn lo gì nữa hả chị? Coi vậy chứ tính thằng Vũ nó kỳ lắm. Lớn rồi hả mà nó cứ ăn chơi không vậy đó. Dân xóm cù lao này gọi nó là Vũ Điếm là em biết rồi đó. Ủa vậy anh Sơn thân với anh Vũ vậy sao chị không cấm cản đi? Cấm cái gì em ơi, tụi nó chơi thân với nhau từ nhỏ, biểu cấm sao mà cấm. Mà nói thiệt với em lúc thằng Sơn nó mới ra tù, ai cũng xa lánh, coi thường, khinh bỉ nó hết. Vậy hả chị? Hơn ai hết em hiểu được cái cảm giác bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt. Tủi nhục lắm chị ơi. Nhiều khi em thấy chết còn tốt hơn là sống nữa. Mà cái điều chị đang lo là hai đứa nó đang ở trên Sài Gòn. Tánh thằng Vũ thì nó sốc nổi bốc đồng. Chị đang lo không biết nó có gây ra chuyện gì hay không. Thằng Vũ nó đi đâu nó cũng gây sự hết em ơi.